Bạn ơi, vậy là buổi giao lưu trực tuyến Canada địa điểm du học an toàn lý tưởng mùa dịch đã diễn ra thành công tốt đẹp rồi. Và buổi giao lưu đã nhận được rất nhiều sự quan tâm đến từ các bạn học sinh cấp 2 và cấp 3, đặc biệt còn có sự giao lưu của các bậc phụ huynh. Qua đó chúng ta đã nhận được những thông tin cũng như là những chia sẻ hữu ích đến từ Miss Kiều, đại diện trường ICMB Toronto và trường trung học Kingsway Academy tại Canada. Và với video ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý của buổi giao lưu này nhé. Lợi thế khi du học Canada giai đoạn này. Tình hình tiêm chủng vaccine COVID-19 tại Canada. Những điểm nổi bật của trường ICAB Toronto. L&D sẽ giúp các bạn dễ dàng hơn trong việc chọn trường thích hợp. Thời gian nộp hồ sơ và các kỳ khai giảng. Và cuối cùng là những lời chia sẻ đến từ Miss Kiều. Đầu tiên chúng ta hãy cùng điểm qua những lợi thế khi du học tại Canada. Thứ nhất, Canada là quốc gia có lượng giáo dục thuộc top đầu trên thế giới. Canada có 20 trường lọt vào bảng xếp hạng các trường đại học hàng đầu. Trong đó có 3 trường lọt top 100 thế giới là Toronto University, McGill University và University of British Columbia. Tiếp theo đó, khi đến với Canada, bạn sẽ có chi phí học thấp từ 13.000 đến 17.000 đô Canada trên một năm. Ngoài ra, bạn sẽ có 3 năm work permit sau khi tốt nghiệp và có cơ hội định cư cao. Bên cạnh đó, Canada có chất lượng chăm sóc y tế đứng đầu trên thế giới và bạn được phép học online 50% thời lượng từ Việt Nam và vẫn được xét vào thời gian học tập chính khóa và giấy phép làm việc sau khi tốt nghiệp. Và đặc biệt, bạn sẽ được tiêm vaccine COVID-19 hoàn toàn miễn phí khi đến du học tại Canada. Và sau đây, chúng ta hãy cùng cập nhật tình hình tiêm vaccine COVID-19 tại Canada. Và tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2021, Canada đã tiêm được 37 triệu liều vaccine, trong đó 67,4% dân số tiêm được một mũi và 29,2% dân số tiêm được hai mũi. Đây là một thông tin vô cùng bổ ích dành cho các bạn du học sinh đúng không nào? Nếu như các bạn chưa được tiêm vaccine tại Việt Nam, khi sang du học Canada thì sẽ được tiêm vaccine miễn phí với loại vaccine chất lượng nhất sau khi cách ly 14 ngày. Các bạn ơi, để tìm hiểu kỹ hơn về trường ICMB Toronto thì chúng ta hãy cùng điểm qua những ưu điểm nổi bật của trường này nhé. Trụ sở trường ICMB tại tòa nhà St. Thomas Aquinas House chỉ mất 5 phút đi bộ đến khu học xá của trường đại học King's. Khi theo học Anh ngữ tại ICMB Toronto sẽ được cấp thẻ sinh viên đại học King's. Với thẻ sinh viên này sẽ được phép sử dụng các trang thiết bị của đại học King's và đại học Western như thư viện, phòng tập gym, căng tin, phòng tự học. ICAB liên kết và nhận được sự tín nhiệm của 17 trường đại học cao đẳng. Lợi thế của du học sinh khi học tại ICAB sẽ dễ dàng chuyển tiếp tới các trường đối tác. Và qua những bước phát thực tiễn từ nhiều năm và những kinh nghiệm từ các bạn du học sinh khi đến du học tại Canada, thì hôm nay em là Tiên muốn gửi đến với các bạn những trường để giúp các bạn dễ dàng hơn trong việc lựa chọn những trường thích hợp nhé. Trường hợp các bạn đang học lớp 9, 10 và 11 có thể nghĩ ngay đến trường trung học Kingsway Academy với tổng giá trị học bổng đầu vào lên đến 7.000 đô Canada. Và nếu các bạn muốn tìm trường có ranking cao và có nhiều cơ hội học bổng, có thể chọn trường King's University College, ranking top 5, vị trí London, Ontario với tổng giá trị học bổng 4 năm liền lên đến 44.000 đô Canada. Và nếu bạn muốn được thực tập hưởng lương trong lúc học, có thể chọn trường có nhiều co-op như Brock University. Ngoài ra, nếu bạn quan tâm đến đại học chi phí rẻ và dễ dàng chuyển tiếp với mọi chuyên ngành, bạn có thể chọn trường đại học UPEI. Và nếu bạn quan tâm đến đại học ở khu vực được ưu tiên nhập cư, có thể chọn chương trình RNIP, bạn có thể chọn Nipissing University. Trường hợp các bạn muốn học cao đẳng và được đảm bảo việc làm thì chọn Durham College. Và tiếp theo đây là thời gian nộp hồ sơ và các kỳ khai giảng. ICAB Toronto và Kingsway Academy sẽ có 6 kỳ khai giảng vào tháng 1, tháng 3, tháng 5, tháng 7, tháng 9 và tháng 11. Khóa chính cao đẳng đại học sẽ có 2 kỳ khai giảng bao gồm tháng 9 và tháng 1. Thời gian nộp hồ sơ từ 3 đến 6 tháng trước ngày nhập học. Và cuối buổi giao lưu đã có rất nhiều câu hỏi đến từ các bạn học sinh và các phụ huynh. Và sau đây chúng ta hãy cùng xem qua những chia sẻ và những giải đáp thắc mắc đến từ Miss Kiều trong buổi giao lưu nhé. Từ năm 2009 đến nay là trường của mình đã đưa rất hơn là 2.000 sinh viên quốc tế vào các trường cao đẳng đại học. Thì em không biết là chị có lời khuyên nào dành cho các bạn học sinh, đặc biệt là các bạn du học sinh Việt Nam để đạt được cái kết quả học tập tốt nhất. Kết quả học tập tốt nhất là chúng ta cần phải có sự chuẩn bị tốt nhất.
kỹ năng học tập, kỹ năng tìm hiểu, kỹ năng nghiên cứu. Bên cạnh đó thì mình cần phải trau dồi thêm kỹ năng tiếng Anh. Những ngày cuối cùng mình rảnh rỗi, mình có thể lên mạng mình xem coi là văn hóa của người Canada, vị trí của Canada, thời tiết của Canada, khí hậu Canada ra làm sao. Ngoài việc học ra thì các bạn học sinh nếu có cơ hội thì hãy tham gia nhiều các hoạt động xã hội hơn. Cái nữa đó là cái sự hòa nhập nữa. Bởi vì ở Canada là 70% lượng công việc và công văn giới thiệu cho các bạn 70% rồi. Mà mình coi như mình học giỏi mình muốn chơi với ai cũng không được nha. Cho nên cái social network nó rất là quan trọng. Vì vậy là phải biết gọi là hòa nhập khi mà chúng ta qua đó học tập nữa. Chương trình phổ thông ở Canada khác như thế nào so với ở Việt Nam, lịch học thời gian có gì khác? Thực ra là chương trình trung học phổ thông ở Canada có thể nói nhận xét ban đầu là nó nhẹ nhàng hơn học ở Việt Nam rất là nhiều. Ví dụ nha, mình đang học lớp 12 chẳng hạn đi ha, ở Canada thì thông thường môn tiếng Anh với môn toán là môn bắt buộc á, còn lại các môn khác là gần như là tự chọn. Môn toán của Canada thực ra là nó không khó như toán của Việt Nam. Rồi trường hợp mà học tại trung học Kingsway á, là sĩ số lớp học sau này của trường sẽ cũng chỉ duy trì ở mức khoảng tầm 10 đến 15 em một lớp thôi. Cái tần suất tương tác với nhau sẽ cao hơn và như vậy việc học của học sinh sẽ có kết quả tốt hơn. Bằng OSSC là bằng tốt nghiệp của tỉnh bang Ontario, là bằng trung học của Canada. Thì bằng này là có hiệu lực quốc tế, bạn có thể sử dụng trong lãnh thổ và ngoài lãnh thổ Canada đều được. Các bạn ơi, tại trường Anh ngữ ICB Toronto có 100% là du học sinh, trong đó Ấn Độ và Trung Quốc là hai quốc gia có lượng du học sinh đông nhất. Nhưng với tình hình dịch Covid đang diễn ra rất phức tạp tại Ấn Độ, thì đây là cơ hội ngàn năm có một dành cho sinh viên Việt Nam. Chính vì thế sẽ giảm đi sự cạnh tranh so với sinh viên Việt Nam so với sinh viên Ấn Độ. Và để thấy được rõ hơn về cơ hội du học nào trong mùa Covid thì mời các bạn xem lại video và đường link bên dưới này nhé. Và vừa rồi là những nội dung chính của buổi giao lưu trực tuyến Canada địa điểm du học an toàn lý tưởng vào mùa dịch. Các bạn ơi, khi đến với L&D các bạn sẽ được hưởng dịch vụ miễn phí lên đến 100% và chúng tôi sẽ luôn hỗ trợ các bạn từ những bước đầu hành hướng cho đến khi trở về nước. Còn gì tiền mời bằng khi các bạn nộp đơn xin nhập học vào thời điểm này, khả năng cạnh tranh thấp hơn, cơ hội học tập của bạn tại các trường sẽ cao hơn, từ đó giúp bạn thực hiện được giấc mơ đi du học của mình. Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số hotline 1800 55 55 14 hoặc fanpage tư vấn du học Kiên Giang. Ngoài ra, các bạn cũng có thể đến trực tiếp địa chỉ văn phòng của chúng tôi tại BL1 căn 36 đường số 9, khu Sức Hào Phú Cường, Thành Giá, Kiên Giang. Hoặc các bạn có thể đến với chi nhánh của chúng tôi tại 526-27 Phạm Văn Đồng, phường Linh Đông, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Hẹn gặp lại mọi người vào những video tiếp theo cùng L&D nhé.